Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Nam Bật Phương TV và mình là Nam, một người rất đam mê thế giới mùa hương. Đầu tiên thì Nam cũng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và góp ý cũng như là comment ý kiến của mình để Nam ngày càng hoàn thiện hơn về các vlog review nước hoa trong những tập đầu tiên lên sóng. Ngày hôm nay thì Nam sẽ review một chai nước hoa được rất nhiều các bạn yêu cầu cũng như là mong muốn được tìm hiểu chi tiết hơn về mùi hương của em nó. Đó chính là một siêu phẩm của nhà Jean Paul Gaultier Ultra Male. Trước khi bắt đầu tìm hiểu chi tiết về chai nước hoa mang phong cách thiết kế đặc trưng của nhà Jean Paul thì Nam cũng chia sẻ luôn rằng đây là một chai nước hoa được mệnh danh là ông vua tiệc tùng. Và vì sao nó được gọi với cái tên như vậy, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem chàng trai này có gì hot. Thiết kế cá tính có lẽ là điều dễ dàng nhận thấy nhất cũng như cách mọi người nhớ tới thương hiệu Jean Paul Gaultier. Một thương hiệu luôn phá cách, tiên phong và có rất nhiều sự nổi loạn trong việc đưa ra xu hướng thời trang hay là nước hoa trong giới mô điệu. Hãng Jean Paul Gaultier đã từng chia sẻ rằng họ sản xuất nước hoa dựa trên cảm nhận mùi hương, cám dỗ của những kẻ yêu nhau. Và thiết kế của họ cũng hướng đến sự trần tục, gần gũi và hiện thực nhất dành cho con người. Với màu xanh đậm, Ultra Male mang tới một thông điệp rõ ràng hơn với những tín đồ mùi hương rằng gã này mạnh mẽ hơn, nồng nhiệt hơn so với người anh nổi tiếng Le Male. Và màu xanh đậm cũng thể hiện rõ nhất màu sắc ánh sáng điển hình của những bar club tiệc tùng thâu đêm phải không nào? Nam sẽ điểm qua những nốt hương chính để mọi người có thể cảm nhận cơ bản trước mùi hương của ông vua tiệc tùng này. Hương đầu có sự góp mặt của trái lê và hoa lavender, hương giữa là có quế và hương cuối là vani. Nhìn qua thì những nốt hương chính này mà hãng đưa ra chắc hẳn mọi người sẽ thấy Ultra Male thấm đậm mùi hương ngọt và đậm rồi phải không? Thực tế thì khi mà Nam sử dụng Ultra Male, wow, Nam sẽ cảm nhận được gần như toàn bộ các nốt hương chính mà hãng đưa ra. Tuy nhiên thì có những cái nốt hương vệ tinh như là bạc hà hay là cam bergamot cũng hỗ trợ một phần nào đó giúp cho Ultra Male không trở nên quá gắt mà có phần giúp cho mùi ngọt của Ultra Male có phần thanh tươi hơn một chút. Đó cũng chính là yếu tố quan trọng trong việc biến Ultra Male tuy mạnh, tuy ngọt nhưng lại cực kỳ nịnh mũi chị em. Nếu nói về tổng thể thì có lẽ là hương vani và hương quế là hai nốt hương điển hình nhất mà Nam cảm nhận dễ nhất khi sử dụng Ultra Male. Nó khiến cho mùi hương này sexy theo cách Nam gọi là unisex. Nói tới đây thì Nam cũng chia sẻ với các bạn rằng với bản thân mình thì Nam nghĩ Ultra Male có thể là sẽ là một mùi hương phi giới tính. Nam dùng được, nữ dùng được và giới tính thứ ba cũng sẽ thích em này. Nếu một bạn nào đó sử dụng mùi hương này để đi tiệc tùng hay đi chơi, Nam sẽ chỉ để ý vì sao mùi hương này nó mạnh và nó cuốn hút như thế, chứ không có khái niệm quá rõ ràng về việc nó được thiết kế chỉ dành cho nam giới như thông tin mà hãng đưa ra. Ông vua tiệc tùng Ultra Male có lẽ là một cái tên gắn rất nhiều giai thoại của những hộp đêm, những bữa tiệc full party thác loạn của giới Ricky phương Tây. Trước chiêu thì có Le Male, sau thì nổi loạn bởi Ultra Male. Đó là câu nói điển hình của các tín đồ mùi hương. Anh chàng nào xịt Ultra Male bước vào bữa tiệc và kiểu gì cái mùi hương này cũng lan tỏa nhanh nhất có thể tới mọi ngóc ngách của căn phòng đủ màu sắc đó. Vậy phong cách của Ultra Male hướng tới là gì? Nam xin thẳng thắn chia sẻ luôn là Ultra Male có lẽ chỉ nên dùng để đi chơi nè, đi quẩy nè, đi party và có thể là đi hẹn hò những nơi có không gian thoáng mát mà thôi. Chứ đừng nên sử dụng Ultra Male lúc đi làm, mà nếu các bạn cảm thấy thích mùi hương này và muốn sử dụng em nó cho mọi trường hợp thì nên kiểm soát số lượng xịt của các bạn để tránh mùi hương này quá mạnh. Ultra Male có thể bám trên da của Nam tầm 5 tiếng và có ngày nó còn bám lâu hơn con số đó nữa, và độ tỏa của Ultra Male cũng khá là tốt. Thế nên việc dùng mùi hương này đi chơi với mục đích gây sự ấn tượng với đối phương có lẽ là sự lựa chọn tuyệt vời. Có nhiều bạn đã inbox hỏi Nam là nếu mà dùng cho Ultra Male thì là nên phối với trang phục như thế nào. Nam nghĩ đã là một mùi hương dành cho dân chơi thì trang phục chính là phong cách vốn có của bạn rồi. Cứ mặc những gì mà các bạn cảm thấy thoải mái nhất, các bạn thích và thấy tự tin nhất. Phần còn lại cứ để Ultra Male lo, bởi đơn giản sức hút của Ultra Male là cực kỳ lớn, nên điều quan trọng nhất là thần thái của bạn mà thôi. Nam chỉ muốn nói rằng Ultra Male là một chai nước hoa phải nên sở hữu bởi các bạn thuộc nhóm tính cách sôi nổi nè, phóng khoáng nè, thích tiệc tùng, bởi mùi hương này sẽ khiến cho các bạn tỏa sáng nè, nổi bật nè trong những bữa tiệc với đủ các mùi hương khác nhau của nhiều người.
Còn với những bạn nào muốn một mùi hương mặn nè, ngọt nè, trầm ấm nè theo trường phái unisex thì Ultra Male sẽ thỏa mãn được khứu giác khó tính của bạn, bởi sự sexy nè, lôi cuốn phi giới tính của nó sẽ là điều khiến cho các bạn cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Vậy theo các bạn có nên sở hữu ông vua tiệc tùng này hay không? Các bạn hãy comment ý kiến của mình ở phía dưới. Nếu các bạn nào đã dùng nó rồi thì hãy chia sẻ cảm nhận của mình cho Nam cũng như mọi người được hiểu thêm về em nó nhé. Và đừng quên subscribe kênh để ủng hộ Nam và Phong TV. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.